Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Vì sao Blackpink khi thì mặc đẹp xuất thần, lúc lại kém sắc thấy thương, Blackpink từ trước tới giờ vẫn luôn được coi là kim chỉ nam trong làng ăn mặc đối với các chị em, tuy nhiên, trên đời không có gì là tuyệt đối và hồng đen không phải lúc nào mặc cũng đẹp. Nguyên do là bởi màu sắc trang phục các nàng diện mỗi lần xuất hiện, để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của màu sắc trang phục, một chuyên gia mới đây đã phân tích màu sắc cá nhân, dựa trên tôn da và màu mắt để tìm ra màu trang phục phù hợp cho bốn nàng. Bảng phân tích được chia làm 4 ô, xuân, hạ, thu, đông tương ứng với mặt trời, mặt trăng, trái đất và vì sao. Kết quả sau khi phân tích như sau, Jennie, Rose và Lisa đều mang cùng một undertone, riêng Jisoo là ngoại lệ. Jennie có undertone ấm, được xếp vào loại autumn warm deep tone, cô nàng hợp nhất với các tông màu đậm như đỏ, xanh đen, họa tiết trên trang phục càng to, càng nổi sẽ giúp vẻ ngoài Jennie trở nên sang chảnh, thần thái hơn bao giờ hết, trong khi đó, những tông màu neon chói sáng hay những tông màu lạnh lại phản ra Jennie, khiến cô trông bợt bạt, thiếu sức sống, đôi mắt Jennie khi xuất hiện bên những lúc màu lạnh trở nên lờ đờ. Thiếu tiêu cực, những năm trước đây, Rose thường xuyên xuất hiện bên các outfit tiểu thư, nữ tính, light autumn tone của cô nàng khi kết hợp với trang phục tông sáng khiến vẻ ngoài nhìn nhẹ nhàng, gần gũi. Theo phân tích từ chuyên gia, Rose không nên mặc những tông quá tối có sắc âm u vì nó sẽ làm mất đi vẻ hiền dịu của cô. Kể từ khi trở thành đại sứ của Saint Laurent, người ta thấy Rose chăm diện đồ màu đen hơn. Tông màu này làm Rose trông mạnh mẽ và cứng cỏi hơn trước rất nhiều. Lisa là cô nàng soft autumn tone, được cho là phù hợp với những tông trang phục ấm, họa tiết caro kẻ nhỏ, áo khoác lông, phụ kiện to bản sẽ giúp nổi bật lên gương mặt cá tính. Đôi mắt to tròn của Lisa, loạt trang phục mang tông màu lạnh khiến da của Lisa xuất hiện ánh xanh thay vì sắc vàng như khi diện đồ tông ấm, gương mặt cô lúc này nhìn phần nào yếu ớt, xanh xao. Jisoo là thành viên duy nhất trong Blackpink mang undertone lạnh. Soft winter cool tone, bởi vậy, những tông màu có độ tương phản cao như đen, trắng và họa tiết trang phục đơn giản mới là chìa khóa giúp nâng hạng visual Jisoo. Những bộ trang phục mang tông màu ấm như vàng hay đồ nhiều họa tiết như da báo khiến người nhìn tập trung sự chú ý nhiều hơn vào trang phục. Đôi mắt Jisoo thiếu đi sự tập trung, nói vậy không có nghĩa Jisoo hợp với các tông neon như hồng, xanh, bởi chúng khiến vẻ ngoài cô mờ nhòa, nhợt nhạt. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé.